Câu hỏi của Trần Trung Đức: thưa Thầy, mẹ con mất hơn 1 năm, mẹ con đã quy Tam Bảo, con thường xuyên đi chùa cầu nguyện và phóng sinh niệm Phật. Thầy cho con hỏi, con làm như vậy hồi hướng công đức cho mẹ thì mẹ con có được vãng sinh về cõi Tây Phương hay không? Chúng ta cần để ý một số điều như sau. Thứ nhất, việc vãng sanh của một người qua đời về cảnh giới an lành, bắt đầu từ cõi người trở lên đến cõi chư thiên cho đến là cõi Phật, hay là bị rơi rớt xuống 3 cảnh giới thấp như là cảnh giới động vật, cảnh giới ngạ quỷ, hay là cảnh giới địa ngục, lệ thuộc hoàn toàn và tổng thể nghiệp và biệt nghiệp của chính người đó, không chỉ trong một cái kiếp sống này mà còn tương tác với những kiếp sống quá khứ. Dĩ nhiên là cái kiếp sống hiện tại vẫn là quyết định chính. Do đó, dựa vào tiêu chí nêu trên, tức là theo quy luật nhân quả đó, thì người con hay người thân đối với người chết trong tình huống này đó chỉ cần xem xét thôi. Trong suốt mấy chục năm có mặt trên cõi đời, mẹ tôi, chị tôi, bà tôi, dì thím mợ của tôi, vân vân, nếu đạt được đời sống chuẩn mực đạo đức trung bình thôi thì chắc chắn người đó sẽ tái sanh làm người, không có gì phải lo lắng được. Dầu ngày chết đó là ngày trùng tan tam tan mà bị dân gian mê tín hù dọa là dẫn đến rất nhiều cái xấu đi nữa, thì cảnh giới tái sanh vẫn là tốt. Dầu cái hơi ấm có tụ lại ở cái vùng bụng, vùng chân hay là lòng bàn chân, cảnh giới tái sanh vẫn là từ con người trở lên thôi. Đó là về phương diện nhân quả, chúng ta phải tin 100% như thế để không phải rơi vào những nỗi sợ hãi không cần thiết. Điều thứ hai, trong thời gian làm lễ tang, rồi 7 tuần thất, kỷ niệm 100 ngày lễ dỗ đầu tiên, lễ dỗ thứ hai và các lễ dỗ về sau trở đi, thì là người tu học Phật đó, chúng ta phải biết rất rõ việc làm phúc hồi hướng công đức cho người chết là rất cần thiết. Cho nên nó đừng có chú trọng đến việc mà cúng thức ăn, nhất là các loại thức ăn mặn, rượu, bia, thịt, gieo những nghiệp xấu, cộng hưởng không có tích cực, không cần thiết. Chúng ta chỉ cúng đồ chay, trái cây, hoa và nước tượng trưng. Và quan trọng là thỉnh mời các thầy trước khi đến làm lễ cầu siêu đó có một bài thuyết giảng ngắn đúng tình huống trong vòng 15 cho đến 30 phút, rồi sau đó tụng với thời kinh, hoặc là sau khi tụng thời kinh xong thuyết giảng cái nội dung của bài kinh đó cho người thân được an tâm. Đó, thì những công việc đó là rất đáng làm và nên tiếp tục làm. Về phương diện cộng hưởng nhân quả, nhất là trong kinh Địa Tạng đó, Đức Phật dạy như sau: nếu cái tổng thể công đức mà người thân làm cho người chết được quy đổi thành con số 7, cái con số 7 là tượng trưng cho cái tổng thể của các hành động công đức mà chúng ta làm, thì người trực tiếp làm hưởng được 6/7, tức là nhân quả trực tiếp mà. Và người chết trong tình huống này hưởng được 1/7 do cái quy luật cộng hưởng. Trong trường hợp nếu tài sản làm phước là thuộc về người chết, tức là trước khi chết thì người đó di chúc là lấy tài sản của tôi cúng chùa, in kinh, ấn tống, làm thiện, người già, trẻ cô đơn, người tàn tật, vân vân, thì người chết đó sẽ hưởng được 6/7 công đức, và người trực tiếp đi làm thay thế đó sẽ hưởng được 1/7. Đó là cái nhân quả trực tiếp và nhân quả cộng hưởng. Cho nên dựa vào cái câu hỏi thì việc làm của người thân như thế là tốt rồi, là tốt. Và điều cuối cùng đó, chúng ta phải tin về quy luật tái sinh. Nhanh nhất là 1 giây, trễ nhất là 49 ngày. 1 giây là theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, 49 ngày đó tối đa đó là theo Phật giáo Đại Thừa. Dung hòa giữa hai trường phái Phật giáo này thì chúng ta nên tin sau 49 ngày. Nếu trong quá trình sống như đã nói, người thân đã mất đó có đời sống đạo đức trung bình thì chúng ta biết người đó làm người. Như vậy trung bình 10 tháng sau khi chết, đối với trường hợp sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi, thì tất cả những người chết đó đã được tái sinh, cho nên không phải lo lắng nữa. Cho nên sau 49 ngày hãy đưa di ảnh lên trên bàn thờ, thờ chung thôi chứ không còn cúng nữa. Còn trong 7 tuần thất thì mỗi ngày không nên cúng, mà chỉ cần cúng vào cái tuần thất nên tổ chức cúng tại chùa. Thì đó là ba điều mà con Thảo Cháu Hiền nói riêng, và thân bằng quyến thuộc hay gọi là tang chế đó, xin lỗi, tăng gia hiếu quyến đối với một trường hợp tang lễ nào đó nên nhớ để làm đúng theo văn hóa lễ tang của đạo Phật.